Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đợt ra quân với sự tham gia của đông đảo các lực lượng làm nhiệm vụ như công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực. Là địa bàn trọng điểm, diện tích rộng, vì vậy phường Hòa Xuân xác định tập trung trấn áp các loại tội phạm, trộm cắp, cướp giật, ma túy, đòi nợ thuê, quản lý tốt cư trú, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả công tác tuần tra đêm theo quyết định số 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Địa phương cũng chú trọng phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền nhằm biểu dương lực lượng, tạo khí thế hết sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.